Xin chào cả nhà nha, xin chào các cô chú các anh chị đang theo dõi kênh YouTube của gia đình mình nha. Con chào con là chú cho con là cô chú nhà sức khỏe. Con nói từ từ vậy đó, con nói được rồi đó. Thì cả nhà ơi, thì hôm nay trước và sau mình là một cánh đồng bát ngát. Cánh đồng này đang vào mùa thu hoạch nha. Như cái này là người ta thu hoạch rồi nè. Bên kia cũng đã rồi, cũng còn có một số cánh đồng lưa thưa ta chưa. Sẵn tiện hôm nay là hai dượng cháu của mình ra đây câu cá. Nó thật là câu xá coi đi nãy giờ chưa được có dính con nào hết trơn á. Rất mong cả nhà đã cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh YouTube cũng như là ủng hộ gia đình của chúng mình suốt thời gian qua. Nó vào cái ao con ông mình bắt không? Con mẹ mấy chim bắt chín chín gì dầm nó ra ăn rất là ngon á. Nó cho mình bắt lại con. Dạ, các bạn ơi, cái kinh này là cái kinh thoát nước là trên ruộng xuống nè. Nhấp luôn để bẻ đấy con. Ồ, cái này. Đây là chín nè. Chín nè. Thơm quá. Thôi mấy cái đó con đừng có bẻ, mấy cái đó là còn sống đó. Con cầm đi để dầm về và dầm đá. Cái này là cái kênh trên ruộng nước thoát xuống thì mình sẽ câu ở đây. Mình câu ở đây rồi, lúc trước mình cũng thường câu ở đây lắm, cá cũng nhiều lắm. Bên chiến này nãy giờ cũng lại câu khoảng 20-30 phút rồi mà chưa thấy cá nó ăn. Câu đi vừa lọt với là kinh, ra kinh này mới mút sâu lắm đó nha. Trái ăn đủ không? Trái con ăn đủ không? Con ăn thôi chứ dự hai con ăn đâu, con về dầm nước đá với bỏ miếng đường vô á. Chút xíu có thì dựng hai bẻ thêm. Anh trả lên câu cá thôi. Trời ơi, bát này. Bát này thì ở dưới quê thì mọc đầy. Mọc ven sông, ven kinh rất là nhiều. Dương hay ơi, hồi nãy con cái này vậy á, con tưởng là xoài không á. Từ xoài hả? Không, cái này bình bát cái con chứ phải xoài đâu. Cái này bình bát này thì nó chín này ăn cũng được. Rồi đó thì có được cái bình bát là rất là mừng luôn á. Có số người ngày xưa đi mà chợ bán luôn á. Mà giờ làm như cây trái quá nhiều rồi. Thành thử ra nó không có còn nữa, nó chỉ còn nằm trong ký ức tuổi thơ thôi à cả nhà. Con chưa ăn bao giờ cái này luôn á. Vậy là rồi về đi con ăn thử đi con mới biết, nhưng mà con phải dầm miếng đường vô mới ngon nha. Bữa nay đi ra ruộng với dừng hai bữa ha. Bữa nay hên đi. Hay câu được mớ cá về mình kho ăn hay mình nấu canh ăn đã tốn tiền. Nãy giờ hai dựng cháu tịch tạc ra đây nè cả nhà. Chưa được con nào hết. Ủa? Đấy, đâu rồi? Ê, dính. Yeah. Trời ơi, tức gì đâu. Dính bài vậy. Con cầm quay ngay. Cầm quay bên đây tập làm caramel luôn. Đừng cho gớm đây rồi nè. Phải tẩm cái là Việt Nam luôn nha. Ôi trời, tức thiệt á, đang nói chuyện rồi dính con cá mất tiêu cá. Cái này mình câu mồi là mồi trộn á, mồi trộn mình dò thành viên nè, thành câu. Bữa nay vào là một cái phim nữa ta. Nói chuyện đi con, nói chuyện với bà cô chú đi con. Con không biết nói gì nữa. Con biết nói gì hết hả? Cho nó cho chị tin luôn đi. Mình đi rồi. Này mưa quá cậu không có cá rồi, vậy ăn mắng nó bánh xèo về luôn. Chai được rồi, một chai thôi, lấy chai này nó đi. Nó thấy nổi vậy thôi, trộn cái nào xích lát vậy đó. Nít phát cái đỏ mà. Ăn được rồi phim đó con. Ăn được rồi con. Vì phim là bằng chứng đó con. Vì phim là bằng chứng đó con, hai cái bánh xèo chai chị tin đó. Về trừ tiền ra. Con đứng lên con đi được rồi, con mới ăn như nãy. Đây có bánh xèo nè cả nhà ơi. Bánh xèo thì rau bánh xèo quê, cải xanh. Ồ, cải xanh ngon ạ. Cái thằng mà lau cái nắp đâu rồi? Cái nắp gì? Con ít nhiều đó nha. Nhưng mà nhà thiếu rau vườn, thiếu cái rau vườn nó cũng ngon. Ăn đi con. Ăn đi con. Ba quay phim đặng cho mẹ con thấy. Con có rau không? Con có ăn rau không? Có rau không? Có rau ăn.
Xin mời các bạn nhìn vào phê ly này đẹp quá ha. Ồ. Phê này là phê ly này của đại gia. Cái này là của đại gia uống nè, ly nè, dùng quê có ly này là dữ rồi. Vậy ui. Mấy cánh xèo. Ủa mày ở đâu quấn tang lên đầu mày nói vậy? Hả? Giữa đường có cái quán nè các bạn. Nãy mưa, trời mưa anh chạy được lên đây. Tấp quán này à. Tấp chú mưa uống cà phê luôn. Quá đẹp. Bánh xèo, bánh xèo dùng ve. Ăn nhiều nhiều nghe con, ăn nhiều nhiều cho no đi. Đồ, anh đi chơi con cá rồi con xèo. Không có con cá nè, lỗ hai cánh xèo. Ăn nhiều đừng nhiều mất mà. Ba chắc con đi ăn. Ok đi ăn, xèo đang đổ đó. Ông giờ, khôi à, ông à. Ăn ngay con lạnh lên con. Ăn kiểu sang chảnh chút coi. Nước mặt anh con đang quay phim đó con. Bánh xèo là chắc cũng mới bán hả chị? Bán này 3 ngày. 3 ngày. Mỗi khi em ngang đây mình không thấy. Có đi ngang đây không? Đi ngang đây hoài, đi câu cá ngang hoài. Ngày 3. Quán này cũng mới mở mà. Quán này 3 tháng rồi. Ủa vậy là nhà cậu ở trên đây hả? Nhân cô hả? Như tu điềm, tu điềm. Chạy tới chơi lui hoài. Vậy là mai mốt có bánh xèo là ghé ăn nha. Quán mở 3 tháng, bánh xèo mở 3 ngày. Không, miền Tây là bánh xèo là ngon lành, bánh xèo nổi tiếng mà, ngon. Mấy món này lại ăn đi, có đâu. Con ăn hết rồi, nuốt hết rồi mới uống. Thấy không, để giữ cái vị bánh xèo người ta. Để họ đổi thừa bánh xèo người ta chua đó. Đúng không? Hợp lý không? Con mời bà cô chú ăn, chứ quên cho bà cô chú ăn bánh xèo với con. Chào. Ừ, giỏi. Hoàng quá hoàng. Nay à, dẫn đi câu cá ngày đầu tiên của bé giàu luôn, không dính một con luôn nè. Lần sau không đi theo nha, lần sau nó ngồi ở nhà đó. Con hôi gói được hả? Không biết gói à? À chấm đi. Bánh xèo này dân tép ngon lắm nè. Tép với giá, củ cải đỏ à, với thịt và ba chỉ. Nhầm chỗ có đậu xanh mà không có đậu xanh. Để coi có đậu xanh nè. À, không có đậu xanh nè cả nhà. Nhầm chỗ có đậu xanh nhưng cũng ngon. Nãy mình có ăn thử miếng da giòn ngon. Béo, vị béo của nước cốt dừa. Đây là cái dĩa rau sống nè. Rau sống này thì cải xanh, salad. Thiếu ít rau dừa, theo đúng rau dừa mới ngon. Nhưng mà chắc có lẽ là ta mới bán, ta chưa có kịp chuẩn bị. Theo đúng rau dừa, cách cắt lòi, lát cách rồi đó. Thật là tuyệt luôn. Ăn đi con, ăn nhiều vô đi. Tại vì bánh xèo là phải bóc hết cả nhà. Chứ không có phải là cho gói, chứ không phải là ăn đũa được. Ngon con ngon à? À ngon, ăn nhiều vô ăn cho no luôn, mau lớn. Mời cả nhà vô buffet nha, phê ngon lắm á.
Ủa trái bình bát con đâu, trái bình bát con có đem về không? Có, đem về chút xíu làm nước đá uống. Đi ra đâu có đồ ăn thôi đó. Ừ, chứ gì ở mang lẹ đi chưa, ví dụ là chồng cốc mà xài chồng nó chưa rẻ cốc xài nhãn ăn nó lẹ đi ăn trứng cá. Bây giờ mới mà ông trời cho. Mà ba chồng cái trứng cá đẹp đẹp cũng là 2 năm, 3 năm. Không có trứng luôn. Thấy đẹp không? Để vậy. Caramel à, quay bên giảng đó à. Chị ba cái dùng bên xèo ở nhà ơi. Bây giờ làm caramel gắn làm tập làm mấy con đây. Mày đi câu đó. Để hồi sáng. No chưa? Về có ăn cơm rồi. Về về kiếm cơm nó luôn, bữa nay mệt quá không ăn cơm vô nha. Nói gì nha, cái đừng nó ăn bánh xèo nha. Nó nằm mệt quá, bữa nay mệt quá ăn cơm không vô vậy nha. Rồi đi về. Cả nhà ơi, bữa nay hai vườn cháu mình không có câu được con nào hết trơn á. Hai cháu mình về luôn cả nhà ơi. Cắt câu được gì? Câu được bánh xèo hả? Bữa nay câu dính được hai cái bánh xèo với hai ly nước à. Wow. Xuống mở cửa cho con. Xuống mở cửa vô nó còn hai cá quá trời cá luôn nha. Nha. Kìa cầu hai kìa, coi rồi. Cầu hai đây nè, cầu hai nè. Em ơi vô bằng cá quá trời cá nè. Ừ, nó nhóc luôn á. Thôi tao thấy ghê ghê rồi. Ây. Làm gì đó em? Cầu không có đi với vào xui quá. Đi với giàu xui quá, câu không có gì chứ. Cái này nữa mình mướn cẩu mình lên, mình đổ mới đất nên ban ra chỗ này rộng lắm á, ha. Nó chờ, ô cái chơi anh chồng chơi là lớn kìa, nó lớn để cho nó đừng có lỡ đất. À, đầu á đã nè. Rồi hổng xin chị Năm một nhánh tre non nè cả nhà. Cầm tre chơi về lớn á. Đây là chuối, cái này là chuối chuối sáp nha. Thì phải vào tập làm nước luôn rồi cả nhà. Phải vào gọt cái trái bình bát hồi nãy nè. À, còn đêm con, gọt xong cái con bỏ tô nha. Cái là con đào bỏ đường với nước đá cái quậy uống. Hồi đó giờ hai uống là cảm giác ngon lắm, còn bây giờ con cũng cảm giác sao nha. Quá giỏi rồi, vào hay quá. Sao con nói gì? Cái này là câu cá hồi lúc kia nghe biết cái này chắc câu ở đó hoài luôn á. Dạ, nên câu chuối còn bẻ cái này á hả? Ừ. Không, con ăn đi chừng nào con thấy ngon hay bẻ nữa. Sao giờ mấy con ăn con nói không ngon sao? Hai dìn cháu đi cột cá câu dính bánh xèo quá vậy. Ừ, câu dính bánh xèo, ăn bánh xèo luôn. cô hai chưa biết. Đừng có nói cho cô hai nghe. Dạ. Hồi nói là cô hai biết câu cá dính bánh xèo cô hai. Con nhà hai cậu dính hai cái bánh xèo nha. Cô hai hết hồn luôn. Cái này đúng cái kiếp tự thơ hồi đó của mình luôn nè cả nhà. Nhưng mà hồi đó dầm tới hai ba trái lần, bữa nay mẹ được con trái rồi đó, dầm tới vàng khè vậy đó, ngon lắm. Rồi thượng miếng nha, chị hai thượng miếng nha. Làm ngon quá. Có học vệ sinh không à? Xin mời cả nhà dùng với mình nha. Bây giờ làm ngon quá.
có hồi bình bát nó không được ngon như mắng cầu, nhưng mà cái vị thơm của bình bát á thì khó quên được lắm. Thơm chắc ăn từ miếng tới chiều luôn á. Ngon, chứ mình cứ dầm ít đường á, cái đó lạnh lạnh á, rất là dễ ăn. Chị ngoan ăn đi nghe con nha. Dạ. Chúc ngon miệng nha. Chị Hai xua gà tiếp là một chuyện với cô Hai ạ. À.